Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Node.js tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Ở bài trước thì mình đã hướng dẫn các bạn đưa một file web tĩnh vào dự án Node.js. Ở bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cơ sở dữ liệu và từ trang chủ truy xuất vào cơ sở dữ liệu lấy những thông tin hiển thị ở file home.js nhá. Tức mình sẽ không dùng những cái dữ liệu web tĩnh. Ở đây mình sẽ xóa hết đi. Đấy, bạn để ý, mình sẽ xóa hết phần LI. Cái phần này mình sẽ lặp lại trong, mình sử dụng vòng lặp để lặp những cái thông tin trong cơ sở dữ liệu ra. Mình chỉ để mỗi thằng LI nhỏ này thôi. Rồi, ra ngoài, refresh lại. Ok, bạn thấy chưa? Nó chỉ còn mỗi cái file đầu tiên thôi, video đầu tiên. Nó sẽ gồm những cái thuộc tính, những cái phần như title, phần mô tả, phần ảnh và một cái link video. Link video bản chất là cái iframe nó chèn từ Vimeo về thôi. Tức là bạn phải lấy được cái ID, cái key của cái video này nhá. Bạn lên trang vimeo.com, bạn tìm một video bất kỳ, bạn lấy cái ID về thôi. Rất là đơn giản. Nào, thì bây giờ mình sẽ phải cài cái cơ sở dữ liệu PostgreSQL nhanh chóng. Google PostgreSQL SQL. Ok. Nào, chúng ta sẽ mở trang web vào download vào Windows. Cái này như cái bộ SAM trong PHP vậy nhá. Bạn cứ cài là xong thôi. Download. Rồi. Ở đây mình sẽ chọn phiên bản 9.6. Mình sẽ chọn cái hệ điều hành của mình. Thường là cái nó sẽ tự động xác nhận. Đấy là hệ điều hành Win 64 bit và 32 bit nếu bạn ở Windows và Mac. Ở đây nó sẽ có nhá. Bạn download về bạn cài thôi. Sau khi cài thì bạn sẽ bắt đầu phải chạy phần mềm rồi. Nào, mình sẽ chạy. Mình sẽ hướng dẫn các bạn là gì? Đấy, tạo cái bản video. Nó sẽ gồm các trường như ID, title, meta description, key và email. Nào, đầu tiên mình sẽ vào PostgreSQL 9.6. Mình kích đúp vào và mình sẽ đánh mật khẩu. Mật khẩu này bạn phải cài xong rồi bạn tạo nhá. Bạn phải nhớ cái mật khẩu. Đấy, đây là cái con server này. Tiếp theo cái phần database. Database thì mình sẽ tạo thêm một cái database mới. Đấy, chúc mừng Giáng sinh. Ok. Đây là UTF-8. Save xong thì mình bắt đầu tạo bản cho nó thôi. Nào, chúc mừng Giáng sinh. Vào Stream và Public. Vào Table. Chuột phải Table. Query A Table. Mình sẽ đặt tên là Video, đúng không? Cột thì mình sẽ cho mấy cột đây. ID là cột bắt buộc rồi. Kiểu dữ liệu là serial hoặc là big serial hoặc integer đều được. Tiếp theo, not null primary key để cho tự động tăng. Tiếp theo bảng thứ hai là bảng tiêu đề. Đấy, tiêu đề có dạng là text. Bảng tiếp theo là cột thứ ba, tiếp theo là từ mô tả. Mô tả có dạng là text. Thứ tư là key hoặc là email đều được. Key dạng là text. Key là gì? Bản chất là cái ID của từng video trên Vimeo thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy email, image. Tiếp theo là text. Rồi, save. Ok. Nào, bây giờ mình chèn thử một dữ liệu mẫu. Bạn chuột phải vào video Query Tool. Tiếp theo mình sẽ gọi câu truy vấn Insert into. Bảng của mình là video. Các cột ID, đúng không? Và tiêu đề, mô tả, key và email. Value là gì? Đấy, ví dụ là 1.
Rồi, tiếp theo là tiêu đề là chúc mừng Giáng sinh. Mô tả cái phần ID key của nó chính là một cái video bất kỳ trên Vimeo thôi. Bạn vào vimeo.com, bạn chọn một cái video bất kỳ rất đơn giản. Đấy, bạn chọn một cái video nào đấy và bạn lấy key của nó đây thôi, bạn đưa vào. Email thì mình sẽ chọn tên của cái hình ảnh khi được upload. Ở đây mình sẽ chọn bừa 1.jpg. Xong, mình query tool. Rồi, bây giờ một query đã được tạo, bạn thấy chưa? Ở đây mình sẽ để mở xem được data thì mình sẽ vào cái phần table và phần video, đúng không? Mình sẽ view data. Thì bạn thấy đấy, mình đã tạo một cái bản record rồi. Thì để lôi cái bản này trong cơ sở dữ liệu ra thì mình sẽ làm như thế nào đây? Bạn đặt ra câu hỏi đấy. Thì bây giờ mình sẽ phải truy vấn vào cơ sở dữ liệu, đúng chưa? Tức là mình đã sử dụng cái thư viện Postgre. Nào, chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện Postgre để lôi ra. Các bạn thoát ra. Chúng ta vào code nha. Đầu tiên mình sẽ search từ khóa Postgre Node.js. Nào, bước thứ nhất là mình sẽ nạp thư viện Postgre vào. Ok, nạp xong mình sẽ thiết lập cái biến config để kết nối đến cơ sở dữ liệu. Ok, cái biến này nó gồm những cái giá trị user. Đây, ba cái giá trị đầu bạn phải quan tâm. User thì mình lấy ở đâu? Mình sẽ chuột phải vào cái server, mình chọn properties và connection postgres, username postgres, được chưa? Thì mình sẽ ghi là postgres. Ok, database của mình là gì? Database của mình là chúc mừng giáng sinh. Chúc mừng Giáng sinh. Ok. Password, ngon, password. Password bạn tạo lúc đầu. Rồi, sau khi bạn đã thiết lập cái config chuẩn rồi thì mình sẽ bắt đầu kết nối đến cơ sở dữ liệu thông qua cái config này, đúng không? Đấy. Nào, mình bắt đầu. Đây. Này, kết nối cơ sở dữ liệu thông qua config này. Thực ra mình chưa kết nối đâu, mà cái câu lệnh này để nói lên là gì? Mình đưa cái config biến cấu hình này đấy, để chuẩn bị nó kết nối đấy. Nào, bây giờ kết nối thì làm như thế nào đây? Bạn copy cái dòng này để mình giải thích cho các bạn. Nào, khi xuống, đúng không? Khi gõ trang chủ thì sao? Thì cái thằng pool này, đấy, bạn đã khởi tạo, nó sẽ bắt đầu kết nối cơ sở dữ liệu. Nếu có lỗi thì nó sẽ console.error xuất ra thông báo lỗi đấy. Và nếu không có lỗi thì nó tiếp tục thực hiện câu lệnh truy vấn để cơ sở dữ liệu. Truy vấn ở đây thì mình sẽ chọn là select sound, đúng không? From bảng của mình tên là gì? Video, đúng không? Ok đấy. Sau khi truy vấn xong thì nếu có lỗi nào, thì mình sẽ trả red.e ngắt luôn và return ra thông báo lỗi. Còn không thì sao? Còn không thì mình sẽ render ra, tức là render ra cái trang home nhưng mà phải hứng cái dữ liệu trả về nào. Mình phải lấy cái biến data để hướng về dữ liệu trả về dưới dạng tên là result. Rồi, ok. Tại file home.bgs thì mình sẽ phải lập cái dữ liệu mình lấy được, mình đã hướng dưới dạng biến data, đúng chưa? Thì bây giờ mình sẽ sử dụng như thế nào? Đầu tiên mình sẽ mở cặp bgs. Đấy,
Forex. À đâu? Data. Được chưa? Data.brow. Đấy, đây là cái mảng tiếp theo. .forex. Forex. Forex thì mình sẽ thực hiện một cái function. Rồi. Mình đóng cặp ECS lại. Ở dưới mình cũng mở đóng lại. Ok, data.round. Ở đây mình sẽ truyền thêm đối số là item. Nào, bây giờ mình lập như thế nào đây? Bạn sẽ copy cái dòng dữ liệu ở đấy vào. Ok, nó sẽ lập cái cụm này. Thì đầu tiên img. Img chính là gì? Chính là item. Đúng không? Not special. Item chấm email. Giờ email là tên cột trong cái bảng video. Theo iframe, đây là key của nó đây. Chính là gì? Not special. Chính là item chấm key. Rồi còn H3 thì cũng đơn giản, chính là tiêu đề, chính là not not actual item chấm tiêu đề. Rồi phần thể P chính là mô tả thôi. Not show item chấm mô tả. Xong xuôi thì mình sẽ ra ngoài, mình sẽ restart lại. Ok, và mình sẽ chạy lại trang index. Quá ngon, đúng chưa? Đấy, bạn thấy đấy. Chúc mừng giáo sư. Mô tả đây. Và cái ảnh đấy là mình đã khai báo láo, nên là sẽ không hiện ở đây. Bạn hiểu không? Và video là video lúc nãy đây. Đấy, video lúc nãy mình lấy trên Vimeo đây nhá. Vậy là bạn đã hiểu đúng không? Đấy, bạn mình mong muốn các bạn là gì? Bạn thêm những cái video trong cơ sở dữ liệu nha. Đấy, còn cái ảnh này bạn phải hiểu lấy ở đâu. Cái ảnh là cái thư mục web là logo small. Đấy, logo small đây. Bạn cố gắng là bạn thêm cái ảnh nào thì bạn nhét đúng cái thư viện này. Email này, logo small 1.jpg bao nhiêu đấy. Được chưa? Nhá. Để mình xem lại nè, logo small chuẩn rồi. Đấy. Đây này, thực ra ở đây là chạy được đấy, nhưng mà là mình đánh nhầm là JPG. Đây nếu mà JPG thì nó vẫn chạy, bởi vì nó vẫn hiểu, bởi vì đã có sẵn một cái JPG mẫu rồi nhá. Bởi vì mình đánh sai nó sẽ không hiển thị được, thì bạn chỉ cần ví dụ nhập là 10.jpg chắc chắn nó sẽ hiển thị được. Bởi vì đây là những cái ảnh mẫu rồi. Bạn có thể đổi tên khác và bạn sửa trong cái cơ sở dữ liệu. Thì rất cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe cái video của mình. Xin cảm ơn các bạn.